Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về Tướng Số trên kênh Kiến Thức Tử Vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến Thức Tử Vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau. Tử Vi về Nhân Tướng Học, về xem bốn cặp con giáp nếu lấy nhau chắc chắn sẽ phơ hết tài lộc trong thiên hạ, và những cặp đôi này sẽ giàu có nhất nhì trong cuộc sống. Với những cặp đôi con giáp dưới đây là sinh ra để dành cho nhau, nếu về chung một nhà, đó là những điều vô cùng may mắn và giàu sang nhất. Và các bạn thân mến, thứ nhất là cặp người tuổi Tý và người tuổi Thìn. Về trong tính cách của những người tuổi Tý thì luôn đem lại nguồn năng lượng tươi mới với những không gian mà họ xuất hiện. Trong khi đó thì người tuổi Thìn cũng là một trong những con giáp sôi nổi, nhiều năng lượng và nhiệt tình nhất. Chính vì lẽ đó mà khi ở bên nhau Tý và Thìn thì dường như đã tìm được bạn đời tri kỷ, bạn tâm giao, người có thể cùng họ chia sẻ giấc mơ và hoài bão, cùng nhau hướng đến một cuộc sống tốt đẹp nhất ở phía trước. Ngoài ra thì Tý nhanh nhẹn nhưng lại nhát gan. Nếu ở bên tuổi Thìn thì họ sẽ như tìm được bức bình phong bảo vệ nên luôn cảm thấy an toàn và yên ổn. Thêm vào đó thì với người tuổi Thìn lại biết thu vén trong gia đình. Với người tuổi Thìn ít khi để ý đến những việc nhỏ nhặt, thường hay nghĩ lớn làm lớn, không quan tâm nhiều đến chuyện tiền bạc. Một gia đình mà có người tuổi Tý và người tuổi Thìn thì không bao giờ lo chết đói, ngược lại còn luôn luôn ấm êm, hài hòa, sung túc, thậm chí là cực kỳ giàu có. Và các bạn thân mến, cặp đôi thứ hai đó là người tuổi Tỵ và người tuổi Dậu. Đây là một cặp con giáp rất khác nhau, tưởng như không bao giờ có gì hòa hợp, thế nhưng Tỵ và Dậu lại là một cặp đôi tuyệt vời, luôn biết bổ sung cho nhau với những thiếu khuyết ở trong cuộc sống. Với người tuổi Tỵ thì đa phần đều là những người hõm mỉ, hài ước và tinh tế. Họ không thích buôn những câu chuyện tầm phào hay vớ vẩn và thường đi thẳng vào vấn đề. Trong khi đó thì những người tuổi Dậu hầu hết là những con người sống tình cảm, bị cảm xúc chi phối. Tuy nhiên thì khi cặp đôi Tỵ và Dậu ở bên nhau thì gia đình trong ngoài đều hòa thuận, hạnh phúc đề huề, ít cãi vã, giàu có chỉ là vấn đề thời gian. Và các bạn thân mến, về cặp thứ ba đó là cặp người tuổi Dần và người tuổi Tuất. Đối với người tuổi Tuất là những người rất trọng tình nghĩa, sống vì người thân và bạn bè. Chính vì vậy họ thường hay rơi vào những tình cảm quái âm, hay nhận phần thiệt về mình và cũng hay bi quan. Họ cần một người bạn đời mạnh mẽ, ấm áp để có thể bao dung và chở che cho họ. Và người tuổi Dần chính là người mà họ cần tìm. Nổi tiếng là những kẻ liều lĩnh, chẳng biết sợ là gì trên đời. Với Dần là hiện thân cho những khát khao, dám sống, dám chiến đấu và dám hạnh phúc. Họ cũng là những người sống rất nghĩa hiệp và nhận được sự tin tưởng yêu mến của rất nhiều người. Đối với tuổi Dần và tuổi Tuất mà lấy nhau thì đúng là một cặp trời sinh, cũng là những người chân thành, không quen nói vòng vo. Họ chọn cách trao đổi thẳng thắn với nhau và mối quan hệ của họ dựa trên sự chân thật nên rất bền vững trong cuộc sống. Và các bạn thân mến, cặp thứ tư đó là cặp tuổi Mão và người tuổi Hợi. Mão và Hợi là một cặp con giáp hiền lành, sinh phú quý. Với một gia đình mà có cả Mão và Hợi thì phúc lộc tràn đầy, phú quý tự tới, với nhiều tiếng cười và niềm vui hơn là những nỗi buồn. Với trong tính cách thì phần lớn với những người tuổi Mão đa phần là những người hiền lành, ít nói, trầm tĩnh nhưng lại có ý chí kiên định. Trong đó thì người tuổi Hợi là những con người rất năng động, trên thực tế thì không mơ mộng hão huyền, đặc biệt lại rất nhạy cảm với chuyện tiền bạc. Bởi vì vậy, khi kết hợp với nhau, họ sẽ trở thành cặp đôi tâm đầu ý hợp, ít khi to tiếng và cãi vã. Ngoài ra, còn có thể bổ sung cho nhau, hỗ trợ cho nhau những khiếm khuyết của nhau trong cuộc sống.
Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về cái miệng làm hại cái thân và các con giáp sau đây nên phải cẩn trọng kẻo rước họa trong 2 tháng tới. Nếu bạn có thuộc danh sách những con giáp nhiều chuyện dễ gặp họa thị phi hay không thì hãy tự mình khám phá và đừng quên nghiêm khắc hơn với bản thân mình để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau này nhé. Thứ nhất là đối với người tuổi Dần, lời nói không mất tiền mua nhưng phải lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó là một câu nói mà ông bà ta từ ngày xưa thường dùng để khuyên bảo dặn dạy con cháu mình hãy thận trọng từng lời ăn tiếng nói trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó thì mới thấy lời ăn tiếng nói nó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhưng đâu phải là ai cũng hiểu câu nói ấy mà thực hành vào cuộc sống của mình. Đối với người tuổi Dần thì nổi tiếng là người nóng tính, tính tình thẳng như ruột ngựa nên thường nhận được phần thiệt thòi về mình khi mà hay nói ra những điều không đáng nói. Nhưng điều đáng buồn hơn là họ không biết rút kinh nghiệm vì cho rằng đó là cá tính của mình. Với những người này vốn là những người ăn nói không giữ miệng nên thường làm cho những người bên cạnh hay bị mất lòng. Thế nhưng họ cũng không vì thế mà bận tâm nên để xảy ra lỗi tương tự từ lần đầu mới gặp. Với xu hướng chung của con giáp tuổi Dần là thích làm lãnh đạo, nhưng bạn cũng chớ nên nghĩ rằng mình sẽ là sếp mà áp đặt người khác theo ý mình. Cho dù bạn có là lãnh đạo đi nữa nhưng nếu không được đồng nghiệp ủng hộ thì mọi việc cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Ngoài ra là lời khuyên đã dành cho con giáp tuổi Dần trong 2 tháng tới đây, bạn nên phải hạn chế đi chơi khuya và về quá muộn, xe cộ đi lại cũng phải hết sức thận trọng nếu không muốn xảy ra xô xát. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Mùi. Đối với người tuổi Mùi thì cứ tưởng rằng mình tỏ ra hiền lành nhút nhát thì sẽ không ai muốn làm hại mình. Thế nhưng với một sự thật là vẫn có những người đâm bị thóc, chọc bị gạo, nói xấu sau lưng bạn. Và mỗi lần như thế, bạn luôn tức giận và không thể kiểm soát bản thân, dễ nói ra những điều không đáng nói. Đôi khi, bạn nhớ lại những sự việc còn cảm thấy hối hận và tự trách mình là quá yếu đuối. Lúc đó, bạn sẽ chẳng hiền lành được nữa và có thể xảy ra xô xát bất cứ lúc nào khi mà bạn nổi nóng. Do đó thì bản mệnh hãy cẩn thận, vì trong 2 tháng tới đây bạn sẽ phải đối diện với rất nhiều tình huống chướng tai gai mắt. Và trong cuộc sống thì bản mệnh nên phải quan tâm tỉ mỉ trong kế hoạch làm việc của mình, đừng để sai sót nhỏ nó làm hỏng việc lớn. Đồng thời với đó hãy cố gắng học hỏi một cách làm việc của người khác, nhất là người có nhiều kinh nghiệm, đừng để đồng tiền che mờ đôi mắt. Và trong thời gian này thì con giáp người tuổi Mùi không nên đi xa, nhất định nên tránh các chỗ đông người kẻo rước họa thị phi vào mình. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Ngọ. Với con giáp tuổi Ngọ là con giáp khá tự tin với cách nói chuyện và điều chi phối trong cuộc sống gặp gỡ một cách hợp lý. Thế nhưng đôi khi bạn cũng không kiểm soát hết được những sự cố nhỏ có thể xảy ra trong thế gian. Chúng ta không phải là ai cũng hoàn hảo, cả bạn cũng vậy. Do đó đừng nên chủ quan. Cho dù bạn đã lên kế hoạch mọi thứ khá chỉnh chu thì vẫn có những sự việc đi chệch hướng. Thay vì tỏ ra quá khôn ngoan hay cao ngạo thì bạn nên dịu dàng với mọi người để từ từ kiểm soát lại tình hình. Và bản mệnh hãy lưu ý rằng với những việc nhỏ nhặt không đáng nên được nói và truyền đạt theo một cách nhẹ nhàng và hài hước. Do đó, bạn có thể vừa nói vừa mỉm cười để người đối diện dễ nảy sinh thiện cảm, như là xích lại gần bạn hơn. Về trong công việc thì rất khó tránh khỏi những tình huống bạn gặp phải những chuyện không chắc chắn. Và giải pháp nhanh nhất ở thời điểm đó là hãy chia sẻ với sếp để kịp thời có biện pháp giải quyết, và bạn cũng không phải một mình ôm trách nhiệm nếu như tình huống nó diễn ra xấu đi. Và các bạn thân mến, về con giáp thứ tư đó là con giáp người tuổi Thân. Trong thời gian này thì con giáp Thân
là thường bị chỉ trích vì trong mắt mọi người bạn đang là kẻ nhiều chuyện. Có thể vì bạn muốn lấy câu chuyện đó làm quả nên chỉ dựa vào những chi tiết thực tế là bạn đã vẽ ra được câu chuyện hay ho để bàn tán với bạn bè cùng đồng nghiệp. Và bạn nên hiểu rằng những chuyện bản thân tự suy đoán, tự cho là đúng mà không có căn cứ gì thì tốt nhất nên giữ trong lòng và tuyệt đối không được dự đoán rồi nói mò, bởi bản chất của nói mò là chuyện đặc điều. Nếu bạn nói ra sẽ khiến cho sự việc đi quá xa, nhất là khi sự việc đến tai người bị hại, thì họ sẽ phản kháng rất dữ dội đó. Với những việc nói mò không chỉ khiến cho bạn đắc tội với người khác mà còn nghiêm trọng hơn là còn phải chịu trách nhiệm khi mà tình huống xấu xảy ra. Và những hậu quả của việc liên tiếp đặt điều là không ai còn có thể tin tưởng vào bạn nữa. Và các bạn thân mến, con giáp thứ 5 đó là con giáp người tuổi Dậu. Với dự đoán trong 2 tháng tới có những sự cố xảy ra khiến cho con giáp tuổi Dậu đã cảm thấy chán nản, nhưng đừng vì thế mà trút giận lên người khác. Bạn cần phải cố gắng và điều chỉnh tâm trạng và làm việc một cách nghiêm túc hơn. Và nên nhớ là bạn thuộc con giáp nhiều chuyện rất dễ gặp họa, do đó phải nên hạn chế đàm tiếu chuyện của người khác, thị phi từ miệng mà ra. Nếu ăn nói kiêu căng, tự cho mình là giỏi, khiến cho người tuổi Dậu dần mất đi vị trí quan trọng trong lòng cấp trên. Nếu ở một môi trường mà lời nói dễ dàng bị hiểu theo một ý nghĩa méo mó và siêu vẹo, từng lời thốt ra đều được người ta cân nhắc vô cùng kỹ càng. Và trong thời gian này thì không phải để nói chuyện người khác mà là để bạn mình nhìn nhận lại bản thân mình, và bạn cần phải nhận ra đâu là lỗi lầm của mình, chớ nên to tiếng cố gắng hoặc đổ lỗi cho người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.